Sau khi nước sông Hồng và sông Luộc cũng như hệ thống sông Nội Đồng bắt đầu rút từ ngày hôm qua, ngay trong sáng ngày hôm nay, một số nhà thầu tại Hưng Yên đã quay trở lại thi công các dự án giao thông trọng điểm. Trong đó, nhà thầu Lizen đã bố trí 11 mũi trên tổng số 12 mũi thi công dự án đường song hành của đường Vành Đai 4 vùng thủ đô Hà Nội và đường Tân Phúc Võ Phan với trên 100 công nhân và các thiết bị máy móc để làm các phần việc như khoan cọc, xây mố trụ cầu, đào đắp cát nền đường, thi công mương rãnh, các công trình cống trên tuyến, đào khuôn và đóng cọc tre. Tại huyện Ân Thi, với mục tiêu đến tháng 12 này sẽ phải hoàn thành tuyến đường kết nối DT387 với cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. Nhà thầu An Phát đã bố trí 2 đội thi công bắt đầu làm từ sáng ngày 15 tháng 9. Để có mặt bằng thuận lợi thi công, ngay từ ngày 13 tháng 9, các đơn vị đã phải huy động các máy bơm nhỏ, bơm thoát nước tại một số tuyến đường nhánh để cho máy móc, thiết bị và người lao động có thể vào địa điểm thi công.